Rồi mình chào anh em ơi. Chiếc đồ dream bữa mình quay cho anh em cái phần cục máy đó, nhưng mà chưa có quay hoàn thành cho anh em, thì hôm nay mình trả video là hoàn thành cho anh em cục máy 54 trên 110 trên lớn 110 anh em nha. Thì trên sum anh em nha. Đầu lòng thì đầu lòng lò hoặc là đầu lòng sum, tùy lúc cái nào còn hàng thì mình xài anh em nha. Bình xăng thì mình đi bình xăng đang đi là Nova anh em nha. Nó đang đi bình Nova nha. Anh em có thể lít vào bên góc trái màn hình để anh em tham khảo cái bình này nha. Và bông mai thái cũng nằm trong đó anh em nha. Thì bình Nova này á thì mình phải bít cái lỗ, mấy những cái lỗ mà lỗ hơi lỗ lấy hơi, lỗ lấy gió rồi đó anh em. Nó nói chung là lỗ pha xăng đồ này kia cho mấy chiếc hai thì á. Thì bốn thì mình không có cần, mình bít lại anh em nha. Đó, mình bít lại. Mình thì mình bít bằng chì, còn anh em có ống thì anh em lấy ống anh em bít lại nha. Đó. Thì cấu hình này chỉ loanh quanh trong vòng năm cũ đến 6 cũ thôi anh em nha. Anh em nghe tiếng vô này. Đó, garanti là bình xăng này là garanti rất là ok anh em nha. Đó, bô thì mình đã đi bô 2543 anh em nha. Đang đi bô 2543. Đó, 2543 móc cho chủ xe nha. Đó, nói chung là xe này mình làm là bô máy bình xăng, còn lửa thì chủ xe vẫn giữ lại. Cái hoa lăng nó hơi kêu anh em nha, cái hoa lăng nó bị xúc nên nó hơi kêu. Và cái nắp tròn á là tại vì cái xe rim nó xài nắp nhỏ nên mình phải lên cái đầu lớn thì phải xài luôn cái nắp lớn. Nắp là nắp sum phát, trong cái vỏ hàng mình cũng có, anh em bấm vào đó để tham khảo nha anh em. Đó, lòng thì là lòng XS anh em nha, tùy lúc. Nếu mà lúc đầu thì mình xài đầu của lò anh em nha. Tùy lúc, nếu mà có đầu lò thì mình xài đầu lò, nếu mà hết đầu lò thì mình xài đầu sum. Hết đầu sum thì mình xài qua đầu lò, nó nói chung là vậy đó anh em. Hoa lăng này nó kêu sạc vậy đó anh em. Cái này phải thay hoa lăng nó mới im tuyệt đối nha, nó bị vuột cái miếng bảo vệ từ đó anh em. Nó bị sụt xịt nhẹ anh em nha. Đó. Thì anh em nào muốn lên cấu hình như thế này thì anh em để lại bình luận cho mình nha, để lại bình luận hoặc là anh em IP qua bên TikTok cho mình nha. Thì cấu hình này hoàn thiện máy á, là để chỉ có bao gồm 5 đến 6 cũ thôi anh em nha. Đó. Nói chung là máy này mình bao cho anh em là bao lực bao êm nha, bao lực bao êm, còi chạy bền thì anh em do anh em thôi.